Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 33. Là ông ta, người một tay. Nghe hắn hỏi về cái chết của Kim Mi-kun, sau đó hỏi sự biến mất của Cho Quan ở chỗ của Giang Sơn Chu, ta chắc chắn hắn đã tìm được danh sách nô lệ rồi. Hắn có nói gì sao hắn tìm bọn chúng không? Tiểu nhân đã hỏi rồi, nhưng mà hắn không hề trả lời tiểu nhân. Hỏi dồn quá, tiểu nhân sợ là hắn sinh nghi. Ta sẽ liên lạc lại với các người bằng cách đưa thư. Hãy báo cho tất cả mọi người biết, để còn chuẩn bị nữa. Dạ điện hạ. Tế tướng vẫn đang nắm trong tay quyền điều tra. Ta cũng không thể tiếp tục đợi. Cho Dogap ra tự thú được, có đúng không thưa điện hạ? Ta cứ đợi xem sao. Ngày mai hải trải truyền đơn tới các tỉnh, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Thế tử xong. Tiểu thư à, đừng có cho nữa. Lúc nãy đồ tình đã cho chúng ăn no dữ lắm rồi. À, trời đất ơi, tiểu thư, người cho chúng ăn nhiều thức ăn như vậy thì cả đám cá sẽ chết hết luôn đó. Ta cho chúng ăn rồi chết đó. Ăn và ra đi mau chóng đi. Đã bao nhiêu lần ta kêu ngươi chuyển bọn chúng đi vì mùi hôi tanh rồi mà. Dạ nhưng mà lão gia hạ lệnh cho chúng nô tì phải nuôi cá ở đây. Gì vậy hả?
Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì nữa chúng ta? Mau đi gọi người hầu dọn dẹp ngay cho ta. Dạ, nô tỳ đi ngay. Sao con lại ra ngoài hả? Đứng lại. Trong mắt con không còn phụ thân này nữa sao? Bởi vì nghiệp lớn mà phụ thân đã nhẫn tâm dâng con gái của mình cho quỷ. Sao con có thể coi người là phụ thân được nữa? Đại nhân! Đại nhân! Điện hạ, đại nhân chạy sinh đang đợi ngài. Chúng ta đi bộ cả ngày rồi, ta nghĩ là ta cần phải nghỉ ngơi chút đã. Ta cũng đã mỏi chân lắm rồi. Được rồi, bẩm báo với đại nhân cha son là ta sẽ tới đó muộn. Cam kết sao? Thật tốt vì ngươi được đến Tam Đa, đến đó ngươi sẽ được an toàn và sống tốt hơn. Nhưng nếu như bây giờ ngươi bỏ đi thì số tiền 200 lượng đó sao ta có thể lấy lại được đây? Nếu như tôi mà có ý định quỵt tiền của ngài thì tôi đã không dạy gì mà đến tìm ngài như vậy rồi. Phải phân biệt rõ, chuyện nào là chuyện làm ăn, chuyện nào là chuyện riêng. Viết cho ta đọc đi. Ta là Chô Giang Sun, xin hứa với Lý Jun sẽ thực hiện những điều sau. Xin hứa là sẽ thực hiện những điều sau. Ít nhất là vào mỗi tháng 2 lần. Ít nhất là vào mỗi tháng 2 lần. Ta sẽ viết thư báo tình hình của ta. Ta sẽ viết thư. Ta sẽ không để bị ốm hay là bị thương. Phải ăn ngon, phải ngủ ngon. Ngươi phải sớm bình an quay trở về, uống rượu với ta. Đây là cam kết kiểu gì vậy? Viết cho xong rồi ký tên vào đi. Nhanh lên. Xin thứ lỗi, tôi có thể hứa tất cả mọi chuyện với ngài, nhưng tôi nghĩ chuyện quay lại sớm thì không thể được đâu. Không đâu, ngươi sẽ quay về sớm thôi. Ta tin chắc là vậy. Đảo Tam Na cách đây khá là xa, và có lẽ là tôi cũng phải mất vài năm để chữa trị cho căn bệnh của muội muội tôi nữa. Ngươi cứ đợi đi, ta hứa nhất định sẽ đưa người về sớm. Sao cháu của hoàng thượng lại là Phong Lưu công tử? Vậy thì thế tử là tác giả của những cuốn đó thật hả? Chính bản thân thế tử viết nội dung đó luôn hả? Nghĩa là cháu nội đang cố gắng lật đổ ông nội rồi còn gì? Mặc dù thế tử bề ngoài có vẻ là kẻ ăn chơi không bằng thế sự, nhưng bà tôi chưa từng thấy vị quan nào dám coi thường ngài. Hễ có bất cứ ai muốn hạ bệ thế tử thì đều sẽ bị tống giam hoặc thậm chí là xử trảm. Sao ngài không nói hết sự thật với thế tử và hợp tác với ngài để diệt tên quỷ chứ? Chúng ta phải tìm ra người một tay và xem xét rằng có đúng là ông ta đã giữ bản ghi chép đó không.
Thế tử à, thần sẽ không bao giờ giao cái này cho ngài. Có như vậy Giang Xuân mới được bình an, có như vậy con bé mới mãi là con của thần. Thần xin lỗi vì không thể đưa bản ghi chép cho ngài.